Mạn thù thất lợi, đối với Pháp của Phật, ông không suy nghĩ ư? Bạch Thế Tôn không suy nghĩ. Nếu con thấy có Pháp chân thật của Phật thì sẽ suy nghĩ, nhưng con chẳng thấy. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng do phân biệt các Pháp mà sanh khởi. Nghĩa là chẳng phân biệt đây là Pháp phàm phu, đây là Pháp của Thanh Văn, đây là Pháp của Độc Giác, đây là Pháp của Bồ Tát, đây là Pháp của Như Lai. Các thiện nam tử vân vân siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, ở trong các Pháp hoàn toàn không có sở đắc, cũng không có gì để nói. Nghĩa là chẳng nói có pháp tánh của phàm phu, cũng chẳng nói có pháp tánh của Thanh Văn, cho đến pháp tánh của Như Lai. Vì sao? Vì các pháp tánh này đều rốt ráo không, không thể thấy. Nếu tu học như vậy, gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử vân vân siêng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nghĩ, đây là cõi dục, đây là cõi sắc, đây là cõi vô sắc, đây là cõi diệt. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thấy có pháp nào đáng diệt. Nếu tu như vậy, gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả Pháp thì không sanh ân oán. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không giữ tất cả Pháp của Phật, không vì xả bỏ Pháp của phàm phu. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân siêng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, ở trong Pháp của Phật chẳng muốn chứng đắc, chẳng muốn hoại diệt Pháp của phàm phu vân vân, vì hiểu rõ tánh của tất cả Pháp là bình đẳng. Nếu tu như vậy, gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Bấy giờ Thế Tôn liền khen ngợi Mạn Thù Thất Lợi. Hay thay, này ông có thể thuyết được Pháp thâm sâu và làm chân Pháp ấn cho chúng Đại Bồ Tát, cũng làm Đại Pháp ấn cho Thanh Văn, bậc Độc Giác và những kẻ tăng thượng mạng vân vân, khiến họ biết như thật những Pháp trước đây họ đã thông suốt chẳng phải chân cứu cánh. Mạn thù thất lợi, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe Pháp thâm sâu này, tâm không chỉ mất cũng chẳng kinh sợ, nên biết người này chẳng phải gieo trồng căn lành với một Đức Phật cho đến ngàn Đức Phật, mà nhất định họ đã gieo trồng căn lành với vô lượng vô biên Đức Phật, mới có thể được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tâm không chỉ mất cũng chẳng kinh sợ. Đồng tử Mạn Thù Thất Lợi chắp tay cung kính thưa Phật. Bạch Thế Tôn, con muốn nói lại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, cúi xin Thế Tôn cho phép. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, ông muốn nói nữa thì cứ tùy ý. Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật. Bạch Thế Tôn, người nào tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đối với Pháp không đắc là có thể trụ, cũng lại không đắc là không thể trụ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này chẳng duyên vào Pháp trụ. Vì sao? Vì tất cả Pháp không có sở duyên. Bạch Thế Tôn, nếu người nào tu được như vậy thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, vì không giữ lấy tướng của tất cả Pháp. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, phải quán Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, nhưng chẳng hiện quán tánh tướng các Pháp. Nghĩa là đối với Pháp của Phật còn không hiện quán, huống gì Pháp của Bồ Tát. Đối với Pháp của Bồ Tát còn không hiện quán, huống gì Pháp của Độc Giác.